Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Vĩnh Lợi đã tập trung chỉ đạo cho xã Hưng Thành thực hiện đạt các tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu theo quy định trong bộ tiêu chí. Cho đến nay, các tiêu chí được thực hiện đạt gần 60%. Chính vì thế, thời gian tới, xã Hưng Thành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định nhằm sớm được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi có vài ghi nhận về công tác này trong chuyên mục hôm nay. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành rà soát, đánh giá thực trạng đạt được của từng tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2022. Giao trách nhiệm cụ thể cho phòng, ban, đơn vị liên quan, sắp xếp lịch định kỳ, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, để nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí chưa đạt của xã. Phân công cụ thể thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã, thường xuyên bám cơ sở, để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cân đối ngân sách cấp thị xã, chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và quy động từ nguồn lực xã hội khác. Nhờ đó, công tác xây dựng nông thôn mới của các ấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi nghe đến việc vận động để cùng nhau thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, mọi người dân ai cũng đồng tình, ủng hộ, sẵn sàng hiến đất, hiến ngày công, đặc biệt là việc đầu tư cho hệ thống giao thông nông thôn trong xã. Bởi họ cho rằng đây là việc làm thiết thực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội. Trước đây nuôi tôm đồ cũng đường xá, đường đất đâu có đường chỗ vô mình mua bán cho nó thuận tiện đâu á. Cái lộ đất không ngắn quá đâu, trời ơi sao mày mới ước xong được con lộ đi. Đặng mua bán hay hoặc là có làm những công việc gì đó mình đi ra chợ nó cũng dễ. Còn hơn bây giờ chứ thấy giờ có nè, mừng dữ lắm đó. Nói chung là dân ai cũng phấn khởi hết. Chứ trước đây là tôi về đây ba mấy năm rồi đó, đâu có con lộ đâu. Chỉ mới có hồi năm rồi đó. Từ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới thời điểm này ấy, thì bà con cũng là nói chung là cũng nắm rất nhiều, cũng ủng hộ rất nhiều, mà đặc biệt cái ủng hộ mà mình thấy rõ nét nhất là vấn đề là góp vốn để xây dựng là giao thông nông thôn đó, là bà con là rất mừng. Ví dụ như năm 2020 là xã thực hiện hai cái dự án tuyến đường lộ ngõ xóm là chiều dài khoảng 3 cây số, rồi năm 2021 thì thực hiện cũng là 3 con đó. Cái đó là thể hiện bà con rất đồng tình trong cái việc mà tham gia đóng góp cũng như là phát triển kinh tế, là để làm sao mà đảm bảo cái đời sống của bà con, thì cái đó là thể hiện là rất là rõ nét nhất. Nếu mà các tiến lộ mà đã làm rồi, đầu tư rồi thì bà con là rất là phấn khởi, rồi bà con tập trung người ta làm, người ta chỉnh trang, thấy nó cũng đẹp đẽ lắm. Đó. Còn cái ủng hộ nữa thì trong năm 2021 và năm nay đó, thì xã đã chỉ đạo vận động bà con là đóng góp để mà là làm cột cờ bằng sắt đó, và gắn luôn cái bóng đèn để thắp sáng đường quê đó, thì trên 500 cây thì bà con rất đồng tình để làm sao mà tạo cho cái cảnh quan ở xóm mình là sáng xanh sạch đẹp theo cái mà quy định. Ngay từ đầu năm, xã Hưng Thành đã tập trung chỉ đạo các công trình trọng yếu nhằm nâng cao bộ mặt của xã, như xây dựng nhiều tuyến đường bê tông cũng như nhựa hóa các tuyến liên xã. Đường ấp liên ấp được bê tông hóa, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại. Ngoài ra, xã còn tập trung xây dựng các cổng chào xã nông thôn mới tại các ấp, nâng cấp mở rộng hội trường xã, tạo điều kiện để người dân có nơi hội họp nghiêm chỉnh và khang trang. Bên cạnh đó, chính quyền xã còn chỉ đạo cho các đoàn thể, mặt trận tổ quốc xã, tích cực vận động người dân xây dựng hàng rào cây xanh, trồng hoa kiển, tạo vẻ mỹ quan cho xóm ấp. Cách làm của xã Hưng Thành cũng giống như nhiều địa phương khác, đó là mỗi cán bộ đảng viên phải làm gương để tạo đà cho phong trào, sau đó vận động thêm các hộ liền kề, từ đó lan rộng ra toàn bộ nhân dân trong xã. Kết quả là hầu hết nhân dân đều hưởng ứng nhiệt tình phong trào này. Nếu gia đình có điều kiện thì xây dựng hàng rào bê tông, còn không thì làm hàng rào cây xanh.
nhiều gia đình đã bỏ nhiều công sức để chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh, trồng thêm hoa kiểng để tạo nên sự tươi tắn hơn, có sức sống hơn cho khuôn viên gia đình mình. Bên cạnh đó, người dân còn được tuyên truyền giúp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường xung quanh, vừa tạo sự thông thoáng và cũng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, không chỉ đạt mục đích xây dựng nông thôn mới mà còn tạo nên nét đẹp và văn minh cho địa phương. Chính vì thế, phong trào này được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình và rất đồng bộ. Tại vì trước đây ai cũng là mơ ước được có con lộ nè. Mà trong bài cái hồi năm 2021, cái chú sở đó kiểu như cũng nói là bây giờ mình vận động dân và nhà nước cùng làm. Thì làm đi, dân cũng ủng hộ. Nói chung là ở đây cũng ủng hộ hết, ông chồng tôi ủng hộ cũng khá khá. Ông là thôi bây giờ làm đi thì tôi ủng hộ thêm. Chứ bây giờ nếu mình không mà cứ chờ nhà nước là biết chừng nào. Rồi như vậy làm gom tiền xăm xuôi chân làm trong vòng tháng rồi đừng gắn chạp. Trong vòng tháng đạt tới Tết là xong. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới giúp Hưng Thành thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần tăng thu nhập của người dân nông thôn. Các loại hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, đặc biệt là những mô hình có sự tham gia đầu tư của nhà nước giúp mang lại hiệu quả cao. Ngoài những mô hình chủ lực như nuôi tôm, trồng rau màu, thì nhiều nông dân còn đột phá với nhiều mô hình mới để áp dụng trên phần đất gia đình mình. Tại vì thấy mình ở đây chăn nuôi tôm á, rồi không có làm gì hết, thôi mình nhích thời gian mình nuôi lại, mình mua bò mình nuôi. Vì là mình nuôi tôm mình không đâu đi làm gì được đó. Mình nhích thời gian ra mình để mình chăm sóc bò. Thức ăn thôi, mình chỉ là mình xuyên đi cắt cỏ một chút thôi chứ đâu có gì. Xuyên đi cắt cỏ một thời gian chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Cỏ rồi mình thêm cái này cái kia cái một chút ít vô. Thêm có cao dịu rồi đủ thứ, cỏ này cũng kia. Phát triển bò nè, nó thì gây giống, ai thích sớm ai thích bò mà có bầu thì chia lại cho chia. Vậy đó, nuôi thì nuôi gì đó, thì ai mà giờ nói mua chia bò có bầu là cũng vẫn chia nữa. Mình gây có bầu nên mình chia nó dễ hơn. Khi người ta lại mua con giống mà con tơ thì ta chưa chắc ta dám mua. Ta mới về biết bỏ đậu hay không. Thì mình bỏ đậu đi cho mình bỏ là mình để nuôi 4-5 tháng đậu 4-5 tháng thì người ta có thể là người ta mua giống thì mình bán. Có được những kết quả trên là nhờ chính quyền xã Hưng Thành đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, đánh giá chính xác nhu cầu phát triển cũng như nguyện vọng của người dân. Từ đó đã tạo được phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn xã, huy động được sự đóng góp của người dân bằng sức người và sức của. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí. Cái khó nữa là về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế thì qua khảo sát thì hiện tại thì đạt khoảng 9 tháng thì đạt là 80% so với 95%, thì mức này nó cũng rất thấp. Thì hàng tuần thì chỗ mà đảng ủy cũng chỉ đạo quyết liệt các cái cán bộ chỉ đạo ấp cùng với ban chánh tiến hành ra quân vận động những hộ có mà những người mà chưa tham gia bảo hiểm thì cũng mà vận động họ để mà họ tham gia. Thì qua 6 tháng đánh giá thì khoảng 76 thôi, hiện tại giờ lên được khoảng 80. Tuy nhiên thì nó có cái khó nữa là hiện tại là có những hộ là rất là nhiều người, như là người ta đi làm ăn ở thành phố thì điều kiện vận động cũng không có. Thì cái này chỉ đạo của huyện cũng rà soát lại những hộ, những khẩu, những người đi làm ăn xa đó, thì cũng xin bỏ qua để cho nó giảm cái số người có hiện tại trên địa bàn xã mà xã vận động không được. Thì cái đó là cũng một trong những cái biện pháp. Rồi hai nữa là cái để đặt này thì chỗ xã cũng mà liên hệ với huyện, với hai nữa là một số mạnh thường quân và các công ty xí nghiệp để mà vận động, để mà có thể là mua hỗ trợ bảo hiểm cho những hộ mà khó khăn, không thuộc diện hộ nghèo, còn nghèo đó mà khó khăn mà không có mua bảo hiểm được. Thì xã cũng có cái hướng như vậy để làm sao đạt cái tiêu chí về bảo hiểm y tế. Còn cái nữa là cái chỉ tiêu số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, thì năm nay cũng có mà trong bộ tiêu chí thì cũng có nhiều cái chỉ tiêu nó cũng rất là mới mẻ, cho nên là việc mà cập nhật rồi chỉ đạo thực hiện thì nó
hiện tại giờ cũng chưa có. Ví dụ như là về sản phẩm ô cốp, thì Hưng Thành cũng đang chỉ đạo, có thành lập hợp xã để chỉ đạo là liên hệ để người ta đăng ký sản phẩm ô cốp, thì cũng đã nhờ cái phòng nông nghiệp liên hệ các ngành chuyên môn trên làm các thủ tục. Hiện tại giờ thì cũng còn cái bước là thử mẫu đất cũng như là đăng ký mã vùng trồng. Hai nữa thì cái nữa là cái về cái chỉ tiêu số 14 về y tế thì y tế như nãy nói đó, thì bảo hiểm y tế là không đạt rồi, còn các cái chỉ tiêu về khám bệnh từ xa rồi sổ khám bệnh điện tử nó này cũng là chỗ trạm y tế rồi phòng y tế cũng đã chỉ đạo cho trạm y tế đang liên hệ thực hiện theo cái công văn của sở chỉ đạo. Thì cái này cũng còn cái ví dụ như là sổ mà khám bệnh điện tử thì cũng phải có phần mềm, cũng cần kinh phí đầu tư. Còn cái nữa là về cái mà cái tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật thì cái này cũng là cái quy định, cái chỉ tiêu nó cũng rất là khó. Cái chỉ tiêu này chỉ xã chỉ còn cái chỉ tiêu là hòa giải thôi, hòa giải cơ sở trong mâu thuẫn của nhân dân đó, được hòa giải theo quy định thì phải trên 90% trở lên, từ 90 trở lên, 100% trở lên. Thì qua khảo sát 9 tháng thì xã đạt khoảng 86%, thì cũng chưa có đạt cái chỉ tiêu này. Thì từ đây tới cuối năm thì xã cũng cố gắng thực hiện làm sao cho đảm bảo. Còn chỉ tiêu số 18 nữa thì để đạt cái chỉ tiêu về chất lượng sống như môi trường sống nông thôn thì qua cà sót chỉ còn cái chỉ tiêu là nước sạch vệ sinh môi trường với mà cầu vệ sinh môi trường đó, thì phải đảm bảo qua sạch thì đạt là 76%, tương đương còn thiếu khoảng 100 ngoài hộ nữa. Thì cũng đã chỉ đạo cho các ngành rà soát lại, với hai nữa là cũng nhờ ở huyện là cho đầu tư theo cái nguồn vay thuộc ngân hàng chính sách xã hội về nước sạch vệ sinh môi trường. Thì từ đây thứ năm sẽ phấn đấu cái chỉ tiêu này đạt nữa, thì xã sẽ đạt cái 19 cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quy định của chính phủ như quy hoạch tỉnh. Trong thời gian tới, nhất là thời gian để công nhận xã nông thôn mới nâng cao đã cận kề, ngoài việc hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, xã còn đặt ra nhiều kế hoạch để đảm bảo các tiêu chí được duy trì một cách bền vững. Với những xu thế, xã sẽ được công nhận nông thôn mới nâng cao. Người dân rất phấn khởi và kỳ vọng rất nhiều vào sự thay đổi theo hướng tích cực ở địa phương, đặc biệt là việc phát triển kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng việc xây dựng nông thôn mới, các khu dân cư đang nỗ lực cùng xã phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí, sớm về đích nông thôn mới nâng cao trong đầu năm 2023. Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Thành đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Bộ mặt nông thôn ở xã đã có những bước đột phá tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Điều đáng trân trọng đó là người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò của các tổ chức đoàn thể mặt trận. Khi xã được chính thức công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, cũng chính là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của xã Hưng Thành. Và đây cũng là nền tảng để tạo đà cho xã tiếp tục phát triển nhiều hơn, bền vững hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở kết quả đạt được. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện Vĩnh Lợi xác định thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để chỉ đạo thực hiện, kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, để nhân rộng các mô hình hay, các tấm gương điển hình, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi cùng xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện. Chương mục Vĩnh Lợi ngày nay kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.